Như vậy là Phố Đô Thị cũng đã vượt qua những đợt sóng vừa rồi. Rất hay. Đậm nước kìa lắm. Ở chỗ này là các đội tuyển chúng ta lưu ý giữ vững tình trạng, phải lấy mình vào đi đúng đường đua của mình. Các đội tuyển chúng ta lưu ý cố gắng giữ vững tình trạng, tránh tình trạng va chạm với nhau. Và phải nói là thời tiết năm nay rất là không thuận lợi cho 4 ngày đua. Như vậy là Bố Đô Thị cũng đã thi đấu rất xuất sắc và con của chúng ta cũng cổ vũ mạnh hơn nữa đi ạ. Và đang Bố Đô Thị đang chuẩn bị đi ngang qua khán đài của Đình Làng và hy vọng Bố Đô Thị sẽ giữ vững tay chèo của mình vượt qua những đợt sóng này. Rất hay, chúng ta thấy là lợi thế đang thuộc về cho đội tuyển Trong và đội tuyển Phụng ở vị trí qua tiểu số 3 và qua tiểu số 4. Chứ phải là đi qua lấy đài về hướng đông. Đầu tiên đó là đội Thiền Công và tiếp theo là đội Thiền Phố. Đội Thiền Quy Duy Thiền Lan chúng ta cố lên. Và các ông tổng lái cố gắng giữ vững tình trạng của mình, đi đúng đường đúng một, không lấn đến nhau. Chúng ta có lên thời gian vẫn còn dài. Chỉ mới là được kể đầu tiên tại hóa tiêu hướng tây, chúng ta còn 3 được đâu nữa. Vâng, như vậy là Bố Đô Thị cũng đã chuẩn bị ghé qua tiêu, hy vọng là các qua tiêu ở ngoài chúng ta hết sức tập trung vì điều kiện sóng rất to, cho nên là hai qua tiêu ở ngoài cũng còn hết sức tập trung. Họ phải nói là qua tiêu đỡ hướng động rất là khó khăn cho đội tuyển Phong và Thiên Phụng, và cho nên là hai đội tuyển chúng ta cố gắng đỡ đúng hoàn cảnh của mình nếu có thể. Đội Thiền Công cũng đã khắc phục sự cố xong và tiếp tục cuộc đua ngày đua hôm nay, ngày thứ hai, ngày mùng năm.
như vậy là ở vòng thứ hai này lợi thế đang thuộc về cho đội Thiện Quy ở vị trí và điểm số 2. Nếu bọn lái của các đội tuyển chúng ta chắc chưa được cơ hội và các lượt đỡ của các đội hội tiêu thì đó là cơ hội để giành phần thế cho đội tuyển đó. À, cho đây là bóng máy của các đội tuyển rồi, em ơi không chỉ được một cơ hội đã đánh mà còn ông tiền của chúng ta tốt đấy, bắt một cây và cứ làm cùng luôn. Những đợt sóng cao thì hy vọng tổng lái của bốn đội tuyển chúng ta hết sức tập trung, chúng ta giữ vững cái tay nhào của mình, giữ được thì của mình thì chắc. Cũng hy vọng là đội tuyển phục của chúng ta đội tuyển vào bờ, chúng ta sẽ tiếp tục cùng đua. Tiếp tục thuộc về là Thiện Quy.
Thế Phát là đội cháu thứ hai và bàn gỗ thứ hai. Bắt còn cơ hội cho các đội tuyển. Nếu như chúng ta kết tiêu được bốn bàn cờ thì đó là cơ hội để chúng ta giành phần thắng. Tập trung, bình tĩnh, giữ vững tay vợt của mình.
Phương Đỗ Thị Lâm đang tiến hành về đích. Và xin chúc mừng đội Thị Lâm đã về gì trong ngày đua thứ hai ngày mùng năm hôm nay. Chúc mừng đội Thiền Lân đã xuất sắc về hành vi trong hai kỳ đua mùng 1 và mùng 5. Cầu mở vị trí qua tiên số 4. Ngày hôm nay thời tiết cũng phải nói là rất xấu. Tuy nhiên đội Thiền Lân cũng đã vượt qua những khó khăn này. Và chúng ta xin chào mừng đội Thiền Lân. Đội Thiền Lân chúng ta cẩn thận. Xin chúc mừng đội Thiền Lân cũng đã hoàn thành xong cự ly của mình trong ngày đua hôm nay. Và tôi cũng xin được công bố kết quả ngày đua thứ hai ngày mùng 5 như sau. Người ta bên nào quay chìm nó quay dưới tư liền chỉ qua cho con là chỉ chèn con là chỉ qua em con là chỉ nhất liền chỉ qua em cái đội chìm hơn hai lần.